Chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ lên tiếp với các bạn một cái con máy nữa. Mình nghe đây đâu là dòng Shinowa 345. Shinowa mấy ta? 345, 346 hay gì đó. Tại vì cái nickname của anh này nhắn tin riêng với lại Zalo bên mình đó. Giống như là ảnh là thợ với các bạn. Thì trước đó tình trạng anh có liên hệ bên mình là anh nói là máy chạy không ổn định, thì mình cũng khuyên anh là kiểm tra đường dẫn xăng, lọc xăng, anh nói là kiểm tra bộ chế và cổ hút vân vân, nói chung là kiểm tra các thứ rồi nhưng mà vẫn không có được ổn định. Thì anh cũng được yêu cầu là lên clip con máy này xem là mình xử lý và chia sẻ đến tất cả các bạn cũng như mọi người chúng ta xem, để chúng ta biết được tình trạng của máy, nguyên nhân chính là nó bị cái gì. Thì như mình đã nói rồi, con máy thì mình đầu tiên muốn kiểm tra và xác định thì đầu tiên là con máy là dàn hơi. Dàn hơi nó quyết định cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là lửa. Thì cái dòng Shinowa 345, 346 thì cái khuyết điểm của nó là lửa. Còn về dàn hơi thì các bạn giật có thể cảm nhận được. Nhưng anh khẳng định là tất cả mọi thứ đều ok hết. Thì nếu mà anh khẳng định như thế thì hôm nay mình sẽ kiểm tra trực tiếp xem nhé. Thì trước mắt các bạn đây là dòng Shinowa 345. Giữa 345 và 346 nó khác nhau ở phần cái tay này. Cái lóc này là cái tay lớn, cái tay nhựa, tay lớn các bạn. Rồi thì hôm nay mình sẽ đi kiểm tra xem là con máy này chốt lại là nó bị cái gì nhé. Đầu tiên là chúng ta kiểm tra về dàn hơi nè. Bây giờ mình sẽ mồi xăng cho con máy này nó nổ lên nha. Thì dây xăng anh cũng đi trực tiếp luôn các bạn cũng thấy đây. Thì hõm dài của máy này cũng mình nhận khá là lâu rồi các bạn. Do là ngay cái đợt này cái nhiều cái máy sửa ở địa phương nhiều việc đó. Thì hôm nay mình sẽ đấy, thì cái các bạn cũng nghe được cái tiếng máy là máy này hơi tốt nè, lửa có đây là nó được hoạt động hết lên. Nhưng ở cái tình trạng cao kéo dài thì mình chưa biết là con máy này nó hoạt động như thế nào, nhưng tạm thời là lửa và hơi ok. Bây giờ tới bộ chế nha. Thì đường dây dẫn xăng vân vân thì anh đã kiểm tra rồi. Bây giờ mình sẽ đi lại những cái bước đầu tiên. Mình sẽ châm xăng nhé. Nó là tình trạng khó nổ nha các bạn. Phải mồi xăng. Nếu mồi xăng thì con máy nó nổ lên được thì nó sẽ nổ. Đây là cái tình trạng mà anh chia sẻ.
giờ mình sẽ kiểm tra lại phần bộ chế của máy này. Cái sợi dây sọc ti này cũng quan trọng nha các bạn. Sợi dây này nếu mà nó bị xúc hay là không kính như thế nào đó vân vân, tình trạng con máy khó nổ hoặc là chạy ra điên nó cũng xảy ra. Chúng ta kiểm tra lại cái đường dẫn xăng. Giờ mình sẽ kiểm tra lại cái phần bộ chế này. Thì đây, ảnh làm khá là nhiều rồi. Những cái đầu vít nó đã bị tạ rồi. Rồi, tạ hết luôn rồi. Cái này dặn cái này khá là nguy hiểm các bạn. Nó mà chợt một cái là coi như là xịt máu đi. Để mình kèm vô. Rồi không ra luôn. Đối với những cái mẫu mà mình sơn con Shinowa 350 á, thì lúc mà đành lắp cái miếng lược này nè, chúng ta nên lưu ý á, là cho nó phần nó nhô lên. Các bạn làm như thế này thì máy chúng ta chạy không được ổn định đâu. Chỉ cần một cái hạt bụi nhỏ thôi là nó sẽ có tình trạng nó bị không ổn định. Các bạn nên để ý cái càng kim ba cạnh này, hay còn gọi là cái càng bông tu á, chúng ta tạo một cái đà cứ bằng là cái miếng nhịp á như thế này nè, xem là chỗ cái phần càng bông tu kim ba cạnh này nè nó có nhảy hay không, nó có nảy lên để mà nó mở cái lượng xăng của bộ chế nó đi qua hay không nhé. Nhiều khi cái này nó thấp quá, cái càng này nó không mở được, nó sẽ đóng lại không để cho qua xăng các bạn. Phải mạnh xuống dưới này mới được. Thì các bạn đặt thử một cái miếng da bơm vào. Bạn đặt cái miếng da bơm này nè. Các
cái miếng rơ bơm này các bạn mà đặt nhẹ cái tay vào đây là cái độ hở của cái càng bóng tu á, và cái miếng da này nó nhiều nè, các bạn thấy nó khá là nhiều. Kèm theo đó là cái càng bóng tu này nó lại thấp nữa, nó xuống tới dưới này thì cái càng kim này nó mới nhảy được. Giống như là cái kiểu mà nó không có đủ hơi, không có lấy được, không có mở được cái càng này. Thì bây giờ mình sẽ thử đá cái càng này lên cho nó nhạy cái phần kim ba cạnh này, hay gọi là cái bông tu. Thì các bạn nên lưu ý á, chúng ta đá cũng tương đối thôi. Đó thì mình thử các bạn lưu ý á, là chúng ta không có đá cái càng này nó vượt cái ngưỡng, nếu mà kêu bằng là nó nhạy quá đó. Thì các bạn chỉ cần giật nhẹ hoặc là chưa giật là cái càng nó đã bị ghì xuống như thế này. Thì cái lượng xăng nó sẽ qua liên tục, làm con máy nó dễ bị ngợp xăng đó. Thì các bạn lưu ý đối với những cái phần mà chúng ta đá càng một tu này. Thì mình vừa đá lên nè các bạn xem. Bây giờ mình sẽ thử lại nha. Thử lại. Mình sẽ lắp vào xem là con máy này nó có, khi mình giật đó, nó có nhạy nổ hay không nha. Mình sẽ lại sửa chỉnh lại cái phần miếng lược này. Miếng lược này mình sẽ sửa lại. Cái miếng lược mình vừa làm này, theo giống như là tình trạng nó zin đấy bạn. Sổ con ốc này lại để chúng ta dễ vặn. Bây giờ mình sẽ lắp vào thử nổ máy đây xem. Có tình trạng nó nổ ngang tắt ngang nha các bạn.
À, có thể là do lửa đó. Lửa nó yếu quá. Thì như mình đã nói rồi, đối với cái dòng mà Cinewa 345, 346, cái khuyết điểm lớn nhất là lửa. Thì thường những cái dòng máy mà lửa nguyên bản các bạn, là các bạn để ga nhỏ nó hình như là nó không có được nổ đều như những cái dòng máy Cinewa 305 hoặc là những cái dòng máy lửa chuẩn. Đó là cái khuyết điểm. Thì các bạn cũng nên đánh đổi là chúng ta dặn ga cầm chừng hơi lớn một tí. Hay không thì tạm thời mình sẽ bỏ con máy này cách vài giờ, sau đó mình sẽ khởi động lại nha các bạn, xem là để mình thực tế cũng như là mình gọi là mình kiểm tra thực tế là xem là cái tình trạng khó nổ nó còn hay không nhé. Nhưng trước tiên trong thời gian chờ đợi á, mình tháo bên cái phần chụp giật này để kiểm tra lại cái phần lửa xem nó có quá xa hay không. Tại vì đối với dòng này nó đã lửa nó dở rồi mà lửa nó hơi xa nữa thì nó sẽ không ổn các bạn. Nên sẵn đây mình sẽ kiểm tra luôn. Mình sẽ cho con canh lại cho nó hơi sát ra một tí.
hốc nó có keo hay như thế nào đó, nhưng mà mình thấy nó hơi có vấn đề các bạn, dặn khó ra. Ốc coi chừng là nó bị gãy nè, các bạn dặn một chút là coi chừng ốc này bị gãy nè. Rồi thời gian gãy các bạn. Đúng như mình đã nghĩ.
sớm giờ mình làm lại cái phần con ốc này, trời cũng chuyển tối rồi các bạn. Thường những cái con ốc mà nó bị dính vào cái phần nồng như thế này nè, các bạn hàng cũng mình thấy cũng chua ăn lắm. Nghĩa là chúng ta hàng đắp rồi chúng ta dặn ra. Hôm bữa mình làm cái động cơ Honda của anh Bằng á, là ảnh phan cũng lấy kiểu như thế này nè các bạn, mà anh chơi cái phần taro ngược á, nghĩa là dặn vào để mà lấy cái phần bị gãy ra. Thì các bạn cũng biết rồi, cái phần taro tuy là nó cứng nhưng mà nó dễ gãy, thì nó gãy luôn cái phần taro mà ảnh vặn ngược á, nghĩa là khi mà các bạn vặn ngược để mà nó đi vào á, là nó sẽ xây luôn cái phần bù lon gãy cho chúng ta. Nhưng mà nó cứng quá thì nó gãy luôn cái phần taro, là cái đó là phần khó cho mình nữa các bạn. Khi đó là chúng ta cái mũi phan mà đúc vào á, là hoàn toàn là hư luôn cái mũi phan luôn. Hôm đó là mình phải cắt ngang cái phần này, cắt ngang luôn rồi lấy luôn cái phần taro, rồi sau đó đắp lại rồi mới làm gian lại vân vân. Chung ra là cũng kỳ công lắm các bạn. Thì thôi bây giờ cái phần này tạm mình lên lại 6 ly. Hiện tại 5 ly nó bị do cái phần ba dớ nó bị gãy, nó còn dính lại khi mình phan á, nó dính theo. Thì 5 ly nó hơi bị lỏng một tí. Bắt buộc bây giờ mình phải lên lại 6 ly. Rồi nếu mà 6 ly này tột nó thì các bạn đóng lại sơ mi 7 năm, rồi đi ngược lại zin nguyên bản là 5 ly. Nó chúng ta nhiều cách để chúng ta xử lý. Bây giờ mình sẽ khởi động lại, sớm giờ cũng lâu rồi các bạn. Để xem, bây giờ mình nãy giờ cũng trời cũng nhóm tối rồi, thì các bạn cũng thấy rồi đó. Bây giờ mình sẽ kéo eo và khởi động lại nha. Tính của dòng Shiniwa 345, 346 là cái tiếng nổ nó như vậy các bạn. Nghĩa là khi mà xuống ga nhỏ ở cỡ lửa zin á, là nó nổ không có đều. Nó nổ kiểu không còn nhỏ thêm được nữa. Nếu mà nhỏ nữa là con máy nó sẽ bị tắt. Chắc có thể là do một cái mẹo nhỏ trong cái quá trình mà chúng ta vệ sinh, hay còn gọi là kiểm tra bộ chế đó. Thì các bạn nên lưu ý về những cái phần mà càng kim ba cạnh, mình cũng đã nói khá là nhiều ở những cái clip mà chúng ta căn chỉnh và vệ sinh bình xăng con. Nó thì tạm thời cái con máy này thì các bạn thấy mình chỉ cần thao tác nhẹ lại một cái chi tiết nhỏ thôi là nó đã cải thiện đi cái phần nào của cái động cơ. Thì các bạn thấy có nội dung mà mình chia sẻ hữu ích thì các bạn nhớ bấm thích video. Còn những bạn nào chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể đón xem và được theo dõi những cái clip tiếp theo mà mình chia sẻ chuyên sâu về những cái phần động cơ mình hay sửa thường ngày. Là có những cái ý mà phải nói là rất là hay các bạn. Đó. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Chào các bạn nha.